DVD số 223 Rumma Sakya Mudi Randi, khóa bế quan thiêng liêng mang tên vị sư tổ thứ 5 được Guruji Rumma tổ chức tại thiền đường Udong Thani, Vương quốc Thái Lan nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 2 năm 2018. Ở đây mình ăn Tết như vậy mới gọi là cái Tết đây. Một cái Tết bình an, một cái Tết an vui, một cái Tết vô cùng đẹp đẽ. Cả cái trái đất này đâu đâu cũng là nó độc tố quá nhiều. Và con người chúng ta đã gây ra không ít những cái chuyện không lành nữa. Đi ba bước và lại một lại đó, không phải lại kiểu Việt Nam mình mà lại xá xá gì đâu á, lại kiểu địa chưa đủ thành tâm.